Hello, và xin chào tất cả anh em đã cùng quay trở lại với channel của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm video về câu chuyện Ares phiên bản Athena có thể biến đổi zombie nha anh em. Và phiên bản này cũng có một chức năng đặc biệt, đó là y tá có thể tàng hình. Ok, thì hôm nay mình sẽ review cho anh em con y tá tàng hình nha anh em. Đấy, mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Đấy, nếu như anh em chưa biết tới phiên bản này, thì phiên bản này cũng chỉ có phiên bản này đầu tiên là có thể có y tá tàng hình thôi anh em ạ. Chứ mấy phiên bản kia thì không có đâu. Và nếu như anh em nào muốn chơi xéo offline phiên bản câu chuyện Ares mà đã được fix lỗi rồi nha anh em, thì anh em hãy chỉnh boss quota 13 trong map hoàng lăng. Đấy, một cái một, hai kêu, ba kêu, ui mạnh dưới đây, bốn kêu, sáu kêu rồi, đâu còn em là nữa, rồi thôi mất kêu mình rồi, nhiều người quá, thì mình cứ bắn về đấy, chừng nào nằm zombie mình review cho anh em luôn. À mày đây, mày đây, mày đây. Mày quay 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 bậy rồi, bậy rồi, chuyện đâu có đó anh tờ. Mày láo, mày láo, mày láo, mày làm được gì? Thì mình cũng đã nâng cấp cho phiên bản này thật là nhiều đạn đấy, để anh em khỏi phải đi lụm hòm chi cho nó mệt. Đâu multi, multi, ui ủa phải vậy chứ đấy, multi kill là được rồi. Ôi giời ơi, 20 viên nữa đủ nick làm multi mà. Đấy, bây giờ mình làm y tá này. Ôi thôi mày đây. Đấy, ui ôi, ôi ôi ôi, thằng kia ké vãi lều ạ. Đấy, tờ anh em ạ, cứ bình tĩnh đi, chứ sau thì mình cũng sẽ review cho anh em thôi. Đấy, ui ui, ui ui, mong sao là trận này đừng cho mình làm tơ nhá. Mình không cần làm tơ, mình chỉ làm zombie cũng được. Đấy, đấy, phiên bản này cũng có cho anh em. Ui, mới gặp đấy, mới gặp đấy. Ui ui, một phát một tờ thốn tới rốn luôn anh em ạ. Đó, 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 tờ đó, tờ đó. Mình mà cho một quả bom minty này chết cả đám luôn em ạ. Đâu, bây giờ mình sẽ cho nó chém anh. Ui giời ơi, nó thốn. Đấy, mày núp này. Ui giời ạ, trừ cho nhỏ sống với, đâu đến nỗi mà phải gắt như vậy. Đó cao, phải nồi ạ. Đó cao luôn. Đấy, rồi mày ăn lòng rồi. Uầy uầy uầy, đấy anh em thấy táo tàng hình chưa, mày chạy đâu à, à, mày còn bắn à, a à, 12 booster anh em, mày láo này, quá xa luôn anh em ạ. 16 ca máu, thế này đủ đã cân cả thế giới chưa. À đây 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 đây, uầy uầy, thì trong này boss nó giống như kiểu nào, cái này là một chiếc skin thôi anh em ạ. Ui giời ơi, nó ké anh ghê quá. Thì trong đây y tá tàng hình nó chỉ là một skin thôi anh em ạ, tại vì zombie nó boss nó có thể nhìn thấy hết trơn anh em ạ, cho dù anh em tàng hình đến cỡ nào, trong suốt đến cỡ nào thì boss nó vẫn auto nhìn thấy anh em ạ. Thật buồn thay cho anh em khi mà chơi những phiên bản này, tại vì đây là boss auto anh em ạ, thành ra nó sẽ thấy hết tất cả luôn. Đấy, cứ kệ đi, coi như là chúng ta có chơi được rồi. Đâu đâu đâu, mình nghe tiếng tơ nó giật giật ở đây mà. Ui rồi, à trong nhà. Ủa mày nè, mày né này, mày mày định làm gì, mày nhảy làm gì, một phát ở đây luôn. Ui rồi, 6 kill, cái này bắn rất là phê anh em ạ. Multi, multi, ôi ôi,
Đấy. Ui rồi. Mày thì mù tì của mình. Chơi bom này. Bấm. Ui rồi. Nó lại lòi mồm. Lại lòi mồm. Lại lòi mồm. Đấy. Lại lòi mồm anh em ạ. Phê thế. Kệ đi. Coi như là review cho anh em thôi. Ui rồi rồi. Bảy 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 bảy. Mém ngoài đai đời rồi. Ui rồi. Anh tơi bay lên cứ như một vị thần. Đấy. Mình còn như đã lắm. Lên đây. Mình cống cúng hết cả. Đấy. Ui rồi. Y tá non này. Thôi thôi thôi. Sang đây. Đấy. Sang đây, sang đây. Đấy, xuống đây là an toàn. Cần thế giới. Ui rồi. Sắp một hàng cho mình bắn. Một phép một ba kill không này. Một kill này. Ôi rồi. Rồi thôi thôi thôi. Thôi xong. Thôi xong rồi. Nào. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ui rồi ôi, nó kêu cái bặc. Đấy, khá là thốn luôn. Không sao. Phê là được. Đấy, anh em chơi miếng sao là vui được. Chừng nào anh biết zombie mình mới review cho anh em được chứ bây giờ thôi. Bây giờ nó cuộc sống rồi. Nó lại không cho mình làm sim. Đấy. Nào, biết zombie đi nào. Mình thì không muốn liều. Mình liều thì mất công anh em lại bỏ mình là ngu. Thôi kệ đi. Nát liều thử một lần. Mày này. Mày này. Ui giời ơi. Nó lại thốn. Nó lại thốn. Ui giời. Giết ba thằng một lúc luôn. Cận chiến một. Thì trong đây phiên bản này anh em ạ. Khi mà anh em mà bắn mà chết hết rồi thì nó không có hồi sinh lại được. Đấy. Không giống như phiên bản CS anh em ạ. CS là một phiên bản rất là tuyệt vời. Đấy, phiên bản này có thể cho anh em gọi là chết đi nhưng vẫn sống lại được. Đấy, cho dù anh em có một con thôi, bắn chết nhưng nó vẫn hồi sinh lại như bình thường. Không như phiên bản này. Đấy, thế có phải là được chưa? Ui rồi. Đấy, to tàn hình. Ui rồi, em lại bay lên đây. Mày này, bắn này. Ui rồi, quay quay, hết đạn. Sao có mấy đạn đi? Đấy, anh em thấy. Ui dồi, vẫn tàn hình. Really? Ui, kè kè, ngon. Cuộc sống mà. Bắn đi. Mày bắn nè. Mày chết rồi. Vào đây, thịt nó. Thịt mày luôn này, thịt luôn. Đu nó trình bày nhá. Không có trình bày gì đây cả. Đu nó trình bày. Quay quay, nghe tiếng súng. Mày này. Đâu. Ui dồi, không kịp lại rồi anh em ạ. Lại là một cái pha gọi là. Đấy anh em có thấy là y tá tàng hình rất chi là trong suốt luôn. Đó là ở đây có hai phiên bản y tá lượng anh em ạ. Rồi bây giờ về sau thì mình sẽ không review y tá nữa mà mình sẽ review chế độ đổi zombie. Đấy, để coi có trận này có biến zombie không. Không biến lại liều xuống cận chiến. Đâu. Ôi giời ạ. Đấy đúng rồi. Đấy giờ mình biến thành tiêu hủy diệt. Đấy một phát một rồi. Đấy em thấy không? Đổi thành y tá liền. Quay quay. Bình tĩnh mẹ ơi. Đấy mình lên đây. Quay quay quay. Đấy bây giờ mình lại đổi. Thấy không anh em? Nó lại đổi y tá cho anh em. Mày chạy này. Chạy không được đâu. Mày bắn này. Ui dồi khôn thế nhờ. Đấy phim này coi y tá có tàng hình được không đây. Tàng hình easy. Ui dồi. Anh em có thấy không. Tàng hình nó phải như vậy mới đấy. Đấy. Tàng hình nó vậy đấy anh em ạ. Tàng hình mà trong suốt luôn. Như đột kích luôn em. Đột kích thì nó cũng trong suốt hơn em ạ. Giống phiên bản này thôi. Nhưng mà trong đây khá buồn là boss nó có thể thấy tất cả con y tá. Đấy, y tá là tàng hình là biết hết luôn. Đấy. Ok, xuống liều mạng liền. Đấy, chém. Phải vậy. Đấy. Đổi liền, đấy sang cương thi liền em ạ. Mày láo này. Làm gì? À đây.
Mày thì ngồi bắn này, mày thì láo này. Đấy, anh em lại đổi sang kẻ hủy diệt. Đấy, mày thì láo này. Đâu hero đâu? Rô với Tajik đâu? Lại chết. Zombie nó chỉ cho một cái như thế này thôi là chết luôn hero anh em ạ. Đấy, thế mới thốn. Thốn tươi xốn luôn. Đấy. Ôi rồi, bây giờ mình sẽ review luôn cả y tá tàng hình và chức năng đặc biệt của Athena nha anh em. Chức năng có thể là đổi zombie. Đấy. Nào, bây giờ này, đứng zombie đi. Đấy. Mày 2 kill. Đúng rồi. Số 4 liền đấy. Thấy không anh em? Đấy anh em thấy mình đang sở hữu trên tay chính một con tí chớp. Mày thì lại gần này. Ui giời khôn nha. Đấy. Cần thời gian để hồi cái chức năng lại anh em ạ. Cái gì vậy? Mày cứ đi ra đi vào thế nhỉ? Mày láo này. Rồi, cho nó đứng im đi. Không nên nó cào hết thì sao mà biến được. Đấy, mình thấy nó rồi đấy. Sao mình nghe tật tật. Đó, anh em bấm F. Ủa, sao cây ta? Release. Thôi. Cứ... Đâu? Nó vào nhà có nghĩa là hero trong nhà. Đúng luôn. Hai con thôi anh em ạ, hai con là coi như là hero chết luôn. Ghê thật. Ok, review nốt trận này cho anh em xem. Rồi, kết thúc video thôi nhá. Thời lượng video không thể nào dài hơn được. Đấy. Thì chỉ trong câu trò nói đấy thì chỉ có bản này là phiên bản gọi là... Nói chung là tất cả xe offline nói riêng, nói chung. Và câu trò nói nói riêng thì mình nói là phiên bản này là phiên bản đầu tiên có... y tá có thể tàng hình được. Đấy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa nó vào nó cận mình như đúng rồi đúng kìa. Vãi nồi ạ. Nó cầm carabin nó cận chiến mình. Đâu không? Đấy. Cuộc sống mà. Ai biết được. Nó cầm dao cận như đúng rồi. Vãi nồi ạ. Bay qua đây. Qua đây. Đúng rồi. Phải vậy chứ. Đâu? Đây đây đây. Mày đây. Nhanh. Đúng rồi. Giờ biến thành kêu cái gì. Đấy anh em cứ ngồi ngồi. Anh em cho nó bay lại. Nó tự động bay lại. Y tá này. Mày thì cào tao này. Đấy. Đấy anh em thấy chưa. Đấy bây giờ chuẩn bị tàng hình này. Ui nhìn nhìn đi. Nhìn đá đi. Này. Đấy, tàng hình nha anh em. Em thấy chưa? Độ trong suốt của nó rất chi là trong suốt luôn. Đấy. Ui rồi, anh em có thể nhìn thấy góc nhìn thứ ba của nó. Đấy. Giờ tới góc nhìn tới con y tá này anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Hai phiên bản khá là giống nhau. Phiên bản kia thì cấp 2 nó màu xanh nước biển, còn cấp này thì nó màu xanh nước biển đậm hơn. Anh em thấy không? Đó, 2.0 đó với lại con bản mới nè. Đó. Đó, tàng hình vẫn y như nhau thôi. Đó. Thấy anh em thấy chưa? Đấy. Và bấm F là đổi nè. Từ từ. Đấy. Lại sang con khác liền. Đấy. Đấy anh em thấy chưa? Đấy. Đấy. Ui mấy con này bay rất chi là cao anh em ạ. Đấy. Đấy rồi lại biến thành kéo cái gì. Và thôi chắc video của mình cũng phải là tạm dừng tại đây thôi nha anh em. Cảm ơn anh em đã đón xem video hàng ngày của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video khác nhé. Đừng quên để lại một like và một subscribe ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và đừng quên comment ở bên dưới nếu như mà anh em có thể chia sẻ cho mình một xíu offline nào đó để mình có thể thêm vào những video khác nhé. Và thôi bye bye anh em nhé. Bye.